Đe dọa này được chính lãnh đạo cuộc biểu tình là ông Suthep Thosoban đưa ra vào ngày 14 trước những người ủng hộ. Hôm nay ngày 15 tháng 1, ông Suthep Thosoban còn dự tính sẽ hướng đến nhà riêng của các quan chức chính phủ, kể cả thủ tướng để gây áp lực. Cho đến tối hôm 14, người biểu tình vẫn chiếm giữ những khu vực sầm uất nhất của thủ đô Bangkok. Có tin nói rằng bước kế tiếp của họ là chiếm phi trường, các trạm xe điện, tàu hỏa và trung tâm chứng khoán quốc gia. Dù vậy, sang ngày thứ hai thì số lượng người tham gia đã giảm đáng kể so với ngày đầu tiên của chiến dịch đóng cửa Bangkok.